Năm La Mã. Phẩm phước đức sung mãn với kệ số 41, sung mãn 1. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiền sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật Thế Tôn. Đây là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Pháp, đối với Tăng, thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Đây là phước sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bố phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Với vị thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được vô lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Chúng chỉ có thể gọi là chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng, đại quẩn phước đức. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thật không dễ đếm được số lượng nước trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, hay có bao nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập. Cũng vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này, thật không dễ gì đếm được số lượng phước đức. Số lượng như thế này là phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng, đại quẩn phước đức. Thế Tôn nói như vậy, là đại dương, đại hải, nước mênh mông rộng lớn, đầy rẫy những hải hùng, chứa vô lượng trân châu, phục vụ trăm ngàn người. Các con sông lớn nhỏ, chúng tuôn chảy ồ ạt, chúng đổ về bể khơi. Cũng vậy là những người, thí đồ ăn, uống, giải, bố thí giường, chỗ ngồi, mền, nệm, các đồ nằm, vô lượng nguồn phước đức từ kẻ trí tuôn chảy như sông hồ đầy nước, chảy tuôn ra bể cả. 42. Sung mãn 2. Này các tỷ kheo, có bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng tăng, trú ở gia đình, với tâm thoát khỏi cấu quế của sang tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, đáp ứng điều yêu cầu, thích thú chia sẻ dịch bố thí. Đây là phước đức sung mãn, thiền sung mãn, món ăn cho lạc thứ tư. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiền sung mãn, món ăn cho lạc. Như đoạn số 4 kinh trên. Ví như tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, nhập vào một dòng với nhau, ví như sông Hằng, sông Yamuna, sông Asiravati, sông Sarabu, sông Mahi, thật không dễ gì đếm được số lượng nước tại chỗ ấy là có bao nhiêu thùng, bao nhiêu trăm thùng, bao nhiêu trăm ngàn thùng. Chúng chỉ có thể gọi được là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập, đại quẩn phước đức. Thế Tôn nói như vậy, giống như hai bài kệ kinh trên. 43. Sung mãn 3. Như đoạn số 2 kinh trên. Đoạn đầu giống kinh trên về đối với Phật, Pháp, Tăng. Có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, các pháp. Trí tuệ các bậc thánh thể nhập, các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn phước đức sung mãn, thiện sung mãn, món ăn cho lạc. Như đoạn số 4 kinh trước. Thế Tôn thuyết như vậy, ai ước bốn phước đức, dựng trú trên điều thiện, tu tập theo con đường, đưa đến đạt bất tử, chứng được loại của pháp, thích thú đoạn lậu hoặc, vị ấy không run sợ khi nghĩ đến thần chết. 44. Rất giàu hay giàu. 1. Thành tựu bốn pháp
Này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. Thế nào là bốn? Như các kinh trước nói về tịnh tính bất động đối với ba ngôi bảo và các giới. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử được gọi là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xưng lớn. 45. Rất giàu hay giàu? 2. Giống như kinh trước. 46. Tỷ kheo hay thanh tịnh? Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Như các kinh trước nói về tịnh tính đối với ba ngôi bảo và các giới. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 47. Nandiya. Nhân duyên ở Kapilavatthu. Thế Tôn nói với họ Thích Nandiya đang ngồi một bên: Thành tựu bốn pháp này, này Nandiya, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, giác ngộ. Thế nào là bốn? Thành tựu tịnh tính đối với ba ngôi bảo và các giới. Như đoạn số 4 kinh trước. 48. Badiya. Như kinh trước chỉ khác đây là họ Thích Badiya. 49. Mahanama. Như kinh trước chỉ khác đây là họ Thích Mahanama. 50. Phần. Có bốn dự lưu phần này, này các tỷ kheo, thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. Những pháp này, này các tỷ kheo, là bốn dự lưu phần. 6. La mã. Phẩm với trí tuệ. 51. Giới bài kệ. Thành tựu bốn pháp này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn? Như các kinh trước, tịnh tính ba ngôi bảo và thành tựu các giới. Này các tỷ kheo, thành tựu bốn pháp này, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu, giác ngộ. Thế Tôn nói như vậy: Với ai tin Như Lai, bất động, khéo an trú, với ai giới thiện lành, bậc thánh kính tán thán, với ai tình tính tăng, với tri kiến chánh trực, được nói không phải nghèo, sống dậy không vô ích. Do vậy bậc hiền minh cần tu tập tính giới, thấy rõ được chánh pháp, không quên lời Phật dạy. 52. An cư mùa mưa. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, tại khu vườn ông Anathabindika. Lúc bấy giờ một tỷ kheo sau khi an cư mùa mưa ở Savatthi xong, đi đến Kapilavatthu vì một vài công việc. Các họ Thích ở Kapilavatthu được nghe một tỷ kheo sau khi an cư mùa mưa xong ở Savatthi đã đến Kapilavatthu. Rồi các họ Thích ở Kapilavatthu đi đến tỷ kheo ấy, sau khi đến đảnh lễ tỷ kheo ấy rồi ngồi xuống một bên. Các họ Thích ở Kapilavatthu thưa với tỷ kheo ấy: Thưa tôn giả, Thế Tôn có sức khỏe không? Có khỏe mạnh không? Này chư hiền, Thế Tôn có sức khỏe, có khỏe mạnh. Thưa tôn giả, tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana có sức khỏe không? Có khỏe mạnh không? Này chư hiền, tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana có sức khỏe, có khỏe mạnh. Thưa tôn giả, chúng tỷ kheo có sức khỏe không? Có khỏe mạnh không? Này chư hiền, chúng tỷ kheo có sức khỏe, có khỏe mạnh. Thưa tôn giả, trong dịp an cư này, tôn giả có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ gì từ Thế Tôn? Này chư hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sao? Thật là ít. Này các tỷ kheo, là các tỷ kheo, sau khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, nhiều hơn là các tỷ kheo. Sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Lại nữa, này chư hiền,
tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: thật là ít, này các tỷ kheo, là những tỷ kheo sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ đấy nhập Niết Bàn, không còn trở lại đời này nữa. Và nhiều hơn là những tỷ kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si là bậc nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này nữa để chấm dứt khổ đau. Lại nữa, này chư hiền, tôi tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn như sau: thật là ít, này các tỷ kheo, là những tỷ kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, sân, si thành bậc nhất lai, chỉ một lần trở lui đời này nữa để chấm dứt khổ đau. Và nhiều hơn là những tỷ kheo sau khi đoạn diệt ba kiết sử, thành bậc dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 53. Dhammadinna. Một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana ở vườn Nai. Rồi cư sĩ Dhammadinna với 500 cư sĩ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, cư sĩ Dhammadinna bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho chúng con, Thế Tôn hãy giáo giới cho chúng con, nhờ vậy chúng con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. Nếu vậy, này Dhammadinna, các ông cần phải học tập như sau: các kinh điển nào do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến nghĩa không, cần phải thường thường được tìm đến và an trú, học hỏi. Như vậy, này Dhammadinna, các ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, thật không dễ gì cho chúng con phải sống trong những ngôi nhà đầy những trẻ con, sử dụng hương chiên đàn từ ca si, đeo các vòng hoa, hương và phấn sáp, thọ dụng vàng và bạc. Đối với các kinh điển do Thế Tôn thuyết giảng thâm sâu, với ý nghĩa thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến nghĩa không, có thể thường thường tìm đến những kinh điển ấy và học hỏi. Bạch Thế Tôn, chúng con là những người an trú trên năm học pháp, Thế Tôn hãy giảng cho chúng con các pháp khác. Do vậy, này Dhammadinna, các ông hãy học tập như sau: chúng ta sẽ thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Đối với các pháp, đối với chúng tăng, thành tựu các giới được bậc thánh ái kính, đưa đến thiền định. Như vậy, này Dhammadinna, các ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, bốn dự lưu phần này được Thế Tôn thuyết giảng, các pháp ấy có mặt ở nơi chúng con thực hiện các pháp ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con thành tựu lòng tịnh tính bất động đối với Đức Phật, đây là Như Lai, Phật, Thế Tôn. Đối với pháp, đối với chúng tăng, chúng con thành tựu các giới được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định. Lời đắc thay cho ông, này Dhammadinna, thật khéo lời đắc thay cho ông, này Dhammadinna. Này Dhammadinna, ông đã tuyên bố về dự lưu quả. 54. Bị bệnh. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích tại Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Họ Thích Mahanama được nghe nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, và họ nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ đi du hành. Rồi họ Thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahanama bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, có được nghe nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, và họ nghĩ rằng sau khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ ra đi du hành. Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn điều này. Bạch Thế Tôn, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ có trí giáo giới như thế nào? Này Mahanama, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an ủi như sau. Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với Đức Phật, đây là Như Lai, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Tôn giả hãy yên tâm với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với pháp. Tôn giả hãy yên tâm với lòng tịnh tính bất động của tôn giả đối với chúng tăng. Tôn giả hãy yên tâm với các giới của tôn giả được các bậc thánh ái kính đưa đến thiền định.
một cư sĩ có trí bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Này Mahanama, phải được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn pháp an ủi này. Cần phải nói như vậy. Tôn giả ấy có lòng thương nhớ cha mẹ. Nếu vị ấy nói, tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ, thời nên nói với vị ấy như sau: Thưa tôn giả thế nào cũng phải chết. Dầu tôn giả có lòng thương nhớ cha mẹ, tôn giả cũng sẽ chết. Dầu tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với cha mẹ của tôn giả. Nếu vị ấy nói như sau: Lòng thương nhớ của tôi đối với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn tận. Vị ấy cần phải được nói như sau: Tôn giả có lòng thương nhớ vợ con hay không? Nếu vị ấy nói, tôi có lòng thương nhớ vợ con, thời vị ấy cần phải được nói như sau: Tôn giả thế nào cũng chết. Dầu tôn giả có lòng thương nhớ vợ con, tôn giả cũng sẽ chết. Dầu tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ lòng thương nhớ đối với vợ con của tôn giả. Nếu vị ấy nói như sau: Lòng thương nhớ của tôi đối với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn tận, vị ấy cần phải được nói như sau: Tôn giả có lòng thương tiếc năm dục công đức của loài người không? Nếu vị ấy nói như sau: Tôi có lòng thương nhớ năm dục công đức của loài người, vị ấy cần phải được nói như sau: Các thiên dục đối với nhân dục còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt hơn tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhân dục và hướng tâm đến tứ đại thiên dương thiên. Nếu vị ấy nói như sau: Tâm tôi đã từ bỏ nhân dục và hướng đến tứ đại thiên dương thiên, vị ấy cần được nói như sau: Chư thiên ở cõi 33 còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn tứ đại thiên dương thiên. Tốt hơn tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi tứ đại thiên dương thiên và hướng tâm đến chư thiên ở cõi trời 33. Nếu vị ấy nói như sau: Tâm tôi đã từ bỏ tứ đại thiên dương thiên và hướng đến chư thiên ở cõi trời 33, vị ấy cần được nói như sau: Chư thiên Yama, chư thiên Tusita, chư thiên Quá Lạc Thiên, chư thiên Tha Quá Tự Tại Thiên còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời 33. Chư thiên ở Phạm Thế còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn chư thiên ở Tha Quá Tự Tại Thiên. Tốt hơn tôn giả từ bỏ tâm khỏi chư thiên Tha Quá Tự Tại Thiên và hướng tâm đến Phạm Thế, Phạm Thiên Giới. Nếu vị ấy nói như sau: Tâm tôi đã từ bỏ chư thiên Tha Quá Tự Tại Thiên và hướng tâm về chư thiên ở Phạm Thế, thời vị ấy cần phải được nói như sau: Này tôn giả, Phạm Thiên Giới là vô thường, không thường hằng, bị thân kiến giới hạn. Tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi Phạm Thế và hướng tâm đến đoạn diệt thân kiến. Nếu vị ấy nói như sau: Tâm tôi đã từ bỏ Phạm Thế và hướng đến đoạn diệt thân kiến. Vị cư sĩ nói như vậy, này Mahanama và giới tỷ kheo có tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, ta nói rằng không có gì sai biệt, tức là về phương diện giải thoát. 55. Bốn quả. 1. Có bốn pháp này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả dự lưu. Thế nào là bốn? Thân cận với bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả dự lưu. 56. Bốn quả. 2. Như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến chứng ngộ quả nhất lai. 57. Bốn quả. 3. Như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả nhất lai. 58. Bốn quả. 4. Như kinh trên, chỉ khác, đây đưa đến quả A-la-hán. 59. Lợi đắc, đưa đến lợi đắc trí tuệ. 60. Tăng trưởng, đưa đến tăng trưởng trí tuệ. 61. Quảng đại, đưa đến quảng đại trí tuệ. 7. La mã, phẩm đại trí tuệ. 62. Đại, đưa đến đại trí tuệ. 63. Quảng đại, đưa đến quảng đại trí tuệ. 64. Tăng trưởng, đưa đến tăng trưởng trí tuệ. 65. Thâm sâu, đưa đến trí tuệ thâm sâu. 66. Không có ngang bằng, đưa đến trí tuệ không có ngang bằng. 67. Sung mãn, đưa đến trí tuệ sung mãn.
68 nhiều, đưa đến trí tuệ sung túc. 69 nhanh lẹ, đưa đến trí tuệ nhanh nhẹn. 70 khinh an, đưa đến trí tuệ khinh an. 71 quan hỷ, đưa đến trí tuệ quan hỷ. 72 tốc hành, đưa đến trí tuệ tốc hành. 73 sắc bén, đưa đến trí tuệ sắc bén. 74 thể nhập, đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bốn? Như trên.